Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay Thiền tịnh Bửu Sơn trình bày đề tài Bồ Tát Thanh Sĩ Tiên Tri Thế Chiến Ba. Trong quyển sấm giảng Đường Giải Thoát, Bồ Tát Thanh Sĩ Tiên Tri Thế Chiến Ba khởi từ năm Hùng Beo Nhâm Dần 2022 như sau. Phong thần hồi Đông Tây đại chiến, Long Hoa trường lửa tuyển nhân từ. Bây giờ ai cũng xưng sư, chừng ni đâu thật đâu hư tỏ tường. Con ơi ráng vạch đường xa rộng, đưa hiền nhân khỏi cổng hùm beo. Câu sấm đầu: Phong thần hội Đông Tây đại chiến. Và câu sấm cuối: Đưa hiền nhân khỏi cổng hùm beo. Những cụm từ đại chiến và hùm beo ám chỉ Thế Chiến Ba khởi từ năm Nhâm Dần 2022. Thế Chiến Ba bùng nổ năm Hùm Beo Nhâm Dần 2022 khi Nga xua quân tấn công khắp đất nước Ukraine. Bom đạn tàn phá thành phố sụp đổ hoang tàn, người chết la liệt trên khắp đường phố và chiến trường. Hàng triệu người chạy lánh nạn qua các nước khác. Trong cảnh thật là tang thương. Trận chiến ở Ukraine chỉ là mới bắt đầu mở màn. Sau Âu sẽ đến Á, chiến tranh càng khốc liệt hơn. Nhất là trận chiến Thái Bình Dương, được Ngài Thanh Sĩ viết lời tiên tri năm 1958 trong quyển sấm giảng Lời Vàng Trong Mộng như sau. Tới đời đất hỡi trời ơi, Đông Tây Nam Bắc ôi thôi tưng bừng. Giặc giả lớn chưa từng ngó thấy, chúng dùng nhiều khí giới kinh thiên, làm cho đất động trời nghiêng, sanh linh chết chóc muôn thiên khó lường. Thay lắp giáp Bình Dương biển lớn, máu trôi đầy khắp chốn cùng nơi, còn chi mạng số người đời, nếu không trưởng phước khó ngồi thế gian. Qua đoạn sấm trên, Ngài Thanh Sĩ cho biết các cường quốc dùng vũ khí tối tân nhất đánh nhau, đó chính là vũ khí nguyên tử, vũ khí hóa học cùng những thiết bị hỏa tiễn siêu vượt âm, tàu ngầm hạt nhân, thủy lôi hạt nhân, người chết thật là kinh hoàng. Tới đời đất hỡi trời ơi, Đông Tây Nam Bắc ôi thôi tưng bừng. Giặc giả lớn chưa từng ngó thấy, chúng dùng nhiều khí giới kinh thiên,
làm cho đất động trời nghiêng, sanh linh chết chóc muôn thiên khó lường. Qua cuộc sàng lọc, nhân loại chết bảy còn ba. Ngài khuyên chúng sanh hãy tu nhân tích đức mới được sống sót qua cuộc sàng lọc kỳ này. Thay lớp giáp bình dương biển lớn, máu trôi đầy khắp chốn cùng nơi, còn chi mạng số người đời, nếu không trưởng phước khó ngồi thế gian. Trong quyển Sám Giảng rằm tháng 10, viết năm 1958 ở Tokyo, Ngài Thanh Sĩ tiên tri: trận chiến Biển Đông, lãnh tụ giặc Tàu Tập Cận Bình chết như sau. Mẹ đấy con chị bao lẽ đó, con ráng suy cho rõ mà hành. Cuộc thế gian như sợi chỉ mành, hãy liệu gấp trở nên chậm trễ. Mẹ đấy con chén kia khi bể, dù khéo tay không thể gắn liền, hóa đến rồi niệm Phật sao yên, lùi hơn sự tiến lên là khổ. Mẹ đấy con vắng người trên lộ, trong nhà không kẻ ở điều hiu, sợ người như gà nó sợ diều, cảnh ấy sẽ còn nhiều chưa hết. Mẹ đấy con nếu là phải chết, nên chết cho rạng tiếc con người. Thiên cơ bất khả lậu, vì vậy chư vị tiền bối viết sấm phải dùng thuật ngữ nói mẹo, bóng gió dương đông kích tây, ý tại ngôn ngoại, nói cái này ám chỉ cái kia. Câu sấm viết: mẹ đấy con chén kia khi bể, ráp chữ chén vào chữ bể, ta sẽ có cụm từ thiên cơ chén bể, ám chỉ bình bể, tức là ám chỉ Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc chết. Qua đoạn sấm trên, Bồ Tát Thanh Sĩ khuyên chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hãy lùi lại, tiến chậm không nên tiến nhanh bằng con đường Trung Quốc mộng, chiếm ngôi vị bá chủ hoàn cầu. Nếu Tập Cận Bình ngoan cố tiến nhanh, chắc chắn lãnh hậu quả Bắc Kinh bị xóa sổ, và chắc chắn xảy ra sự cố chén bể. Khi sự cố chén bể xảy ra rồi, không tài nào hàn gắn lại được. Dù khéo tay không thể gắn liền, chết như thế sẽ nhơ danh ngàn đời. Mẹ đấy con chén kia khi bể, dù khéo tay không thể gắn liền, hóa đến rồi niệm Phật sao yên, lùi hơn sự tiến lên là khổ. Mẹ đấy con vắng người trên lộ, trong nhà không kẻ ở điều hiu,
sợ người như gà nó sợ diều, cành ấy sẽ còn nhiều chưa hết. Mẹ đây con nếu là phải chết, nên chết cho rạng tiếp con người. Bồ Tát Thanh Sĩ Tiên Tri: trận giặc Biển Đông chết chóc vô cùng hải hùng, đó là cuộc chiến đưa nhân loại đến họa diệt vong chưa từng thấy trước đây. Ngài mô tả vũ khí trong trận giặc Biển Đông quá sức hủy diệt khủng khiếp, và khuyên người đời mau tu mới kịp thoát qua cuộc sàng lọc kỳ này. Trong quyển Sấm Giảng rằm tháng 10 viết năm 1958 ở Tokyo, Bồ Tát Thanh Sĩ tiên tri như sau: mẹ đấy con kìa, trên chót núi có con chim đã nổi từ lâu, đến chừng khi có máu thấm vào, nó dùng hiện lớn lao bay khắp. Mẹ đây con một lần nó gấp, ngàn muôn người vẫn được như thường, và mỗi lần cánh nó hoạt trương, nhà cửa sập phố phường tan nát. Mẹ đây con trên trời chim ác, dưới nước thì có cát cá hung, thương chúng sanh nạn ách khắp cùng, chết hết chính sống không tới một. Mẹ đây con thần tiên phải ngốt, thấy người nằm ngang dọc chật đàn, mạng ngắn như là bọt nước giang, mời sông đó rồi lăn chết đó. Mẹ đấy con bạc tiền dù có, lúc rối loạn cũng khó bảo thân, đang chán thay nơi cõi hồng trần, người cùng sợ nhau hơn sợ cọp. Mẹ đấy con sống luôn thòi thập, sống buồn rầu sống sốt ruột gan, sống trong lòng chẳng ngớt khóc than, là cảnh sống thế gian hiện tại. Mẹ đây con sống trong kinh hài, sống khác nào chùm gửi trên cây, chẳng lo tu cho giải kiếp này, còn ngồi đó đợi ngày nào nữa. Mẹ đây con Phật, Phật ngài mở cửa, nên bước vào trong đó mà xem, rất an vui suốt cả ngày đêm, việc lo sợ não phiền không có. Những câu sấm mẹ đấy con, trên trời chim ác, dưới nước thì có cát
cá hung. Thương chúng sanh nạn ách khắp cùng, chết hết chính sống không tới một. Những cụm từ chim ác, cụm từ cá hung ám chỉ máy bay, quả tiễn nguyên tử siêu vượt âm và hạm đội thủy lôi hạt nhân giết người chết hàng loạt. Sức công phá tàn sát của quả tiễn nguyên tử vô cùng khủng khiếp, làm cho các thành phố lớn bị san bằng bình địa, đúng như câu sấm đã tiên tri. Mẹ đấy con kìa, trên chót núi có con chim đã nổi từ lâu, đến chừng khi có máu thấm vào, nó dùng hiện lớn lao bay khắp. Mẹ đấy con một lần nó gấp, ngàn muôn người vẫn được như thường, và mỗi lần canh nó hoạt trương, nhà cửa sập phố phường tan nát. Câu sấm có con chim đã nổi từ lâu, ám chỉ quả tiễn siêu vượt âm. Câu sấm đến chừng khi có máu thấm vào, ám chỉ quả tiễn siêu vượt âm, trang bị đầu đạn hạt nhân, tàn phá các thành phố, tan hoang, người chết vô số. Trong bộ sấm giảng hiển đạo, Bồ Tát Thanh Sĩ khuyên bá tánh tu gấp mới kịp thiên cơ đang chuyển biến từng giờ phút. Bánh xe Thượng Đế quay xiết, lọc lượt khử trượt lưu thanh hiền còn giữ mất. Hãy tu mau kẻo trễ. Quả đất như rắn già sắp lột, mạng số đời dường bọt nước sông, nay mai sẽ hóa thành không. Vậy con nên sớm lập công bụi này. Kính mời quý vị nghe đôi dòng thơ cảm nghĩ của Kỳ Vân do Ngọc Sương diễn ngâm. Lá thơ lá rơi bên mái hiên thiền, chiều tà nghiêng bóng khung viên bửu tòa, như thầm nhắn nhủ lòng ta rằng nay trái đất đã già rồi chăng. Đông Âu khói lửa lăng xăng, nhà lầu cao ốc sang bằng thảm thê, người chết la liệt ê chề, người sống đối khác kéo lê đầy đường, trong chừng ôi hỡi thảm thương, nhâm dần báo động vô thường diễn thăm. Lòng buồn nghĩ chuyện xa xăm, ngày tàn trái đất dập bầm đạn bom, Kiev kêu cứu sớm hôm, phụ tình hăm dọa đánh chồm Tây Âu, hạt nhân chờ trực từ lâu, chỉ chờ bấm nút trời thâu nhân loài, đến giờ Thượng Đế ra ngoài, vũ sổ trái đất là ngày diệt vong. Cầu trên trời Phật nhủ lòng, ban cho nhân loại trần hồng ân thiên,
cầu trên Phật mẫu chứng miên, cứu bao sanh chúng dưới miền trần gian. Sau đây xin mời quý vị nghe văn thơ giáo lý trích phần cuối quyển Ánh sáng từ bi của Bồ Tát Thanh Sĩ Ngọc Sương Diễn Âm. Ở trong đời bất luận, ở trong đời bất luận ai, dài đời tất phải đầu thai trong đời. Của giai thì phải trả lời, nay ăn một miếng mai thời trả hai. Hiện thời chịu lắm nàng tay, tội nơi tiền kiếp đã dai quá nhiều, sướng bao nhiêu khổ bấy nhiêu, vui trong nghiệp ác là điều không vui. Quả nào là quả chẳng mùi, nghiệp nào là nghiệp chẳng hồi trả đưa. Đời tàn như giống gặp mưa, trả dài trước mắt không chờ đợi lâu. Lưới trời thưa chẳng lọt đâu, tiền mà phạm giới cũng thâu lại phạm. Việc chi dù lắm muốn ham, nếu không chính đáng cũng cam nhịn chừa. Dục tâm biết lượng sao vừa, ham rồi ham nữa bao giờ hết ham. Ham trong nhất khắc chừa kham, được vui muôn thuở được làm siêu nhân. Thân trần ai cũng thân trần, khác nhau ở chỗ tinh thần tục tiên. Tục dù sang mấy cũng hèn, tiền dù hèn mấy cũng thiên hơn đời. Còn sanh còn chịu luân giới, hết sanh hết bị chôn nơi cõi trần. Luận suy cho đủ xa gần, đạo màu ở chỗ tinh thần bất di. Đầy lòng bác ái từ bi, cứu đời chẳng chút tiếc chi với đời. Là chân đệ tử con ơi, phổ thông đạo lý đến hơi cuối cùng. Tu không đợi lúc gia dùng, đạo không chờ đến đời cùng mới khai. Tu gì muốn hết đầu thai, đạo gì cứu kẻ mê say mà truyền. Dù không có cuộc biến thiên, cũng tu cho khỏi nghiệp duyên luân hồi. Huống là gặp lúc tận đời, sự tu càng phải trao dồi nhiều hơn. Người sờn sanh tử không sờn, chẳng tu hết nghiệp
người con đầu thai, hệ sanh phải tự chừa ai, tự sanh còn chịu thành thai bao giờ. Nghe lời Phật mắt quyền cơ, vượt qua bể khổ lên bờ giác linh. Sầu ưu hết buộc lấy mình, cùng hàng Bồ Tát kết tình trường sanh. Các ma bệnh hết hoành hành, tử thần cũng chẳng giật dành mạng căng. Cảnh vui còn cảnh nào bằng, bất sanh bất diệt niết bàn là đây. Mau tu chớ trễ phút giây, mong đời như bóng xế tay non đoài. Thấy con nhăn nhó mặt mày, phòng đơn bóng chiếc lòng này thêm đau. Từ xa mượn ngon quỳnh hào, cùng con hội ngộ để trao lời lành. Giờ này cũng đã thâm canh, mộng trần đang nhốt chúng sanh ta bà. Xác tuy còn thở vào ra, nhưng hồn đã bị chúng ma lưu đày. Mộng thân chỉ một đêm ngày, mộng tâm thì nó kéo dài muôn thu. Thân tâm nhốt giữa ngục tù, đớn đau vô lượng khổ sầu vô biên. Cảnh này cứ mãi tiếp liên, lòng từ bi há ngồi yên mà nhìn. Cứu dân được khỏi cực hình, thầy trò mới được thỏa tình từ bi. Thuyền từ xuôi ngược cứ đi, khách chưa tới bến dễ gì thuyền ngưng. Riêng mình dù khổ cũng ưng, miễn cho bá tánh xa gần được vui. Tình yêu nhân loại không nguôi, bỏ thân thì chịu, bỏ người thì không. Luôn luôn nuôi chí đại đồng, bốn phương trời chỉ một lòng yêu thương. Tạo nên thế giới thiện lương, sống thì hạnh phúc thác nương Phật đài. Thương nhau như một bào thai, nhìn nhau bằng mắt đắng cay không còn. Bao nhiêu tình cảnh héo vong, tan như nắng tuyết không còn diễn ra. Bắc Nam đồng chí hảo hòa, người người lạc nghiệp nhà nhà an cư. Điều này phải được y như đạo khai trước muốn cho người bấy nhiêu. Đêm nay chỉ có mấy điều, con nên truyền lại cho nhiều người nghe. Lửa tuy chỉ có một que, khéo mồi ra cả muôn nhà sáng trưng.
thì Phật lui chân, để ta ở lại một thân nơi phòng. Cảm ơn nước mắt nhỏ ròng, ta sao hết được tấm lòng từ bi. Trải qua nhiều thuở nhiều kỳ, Phật không tiếc một điều gì với ta. Lời này ai được nghe qua, nên suy nghiệm kỹ rồi mà tu theo. Nước hồ nào được trong veo, thì soi thấy bóng như nhau khác gì. Với ai Phật cũng từ bi, chớ nào Phật có riêng gì cho ta. Những lời của Phật thuyết ra, muốn cho bá tánh gần xa được tường. Nếu ai cùng Phật một đường, tất là Phật cũng tùy phương giáo truyền. Trẻ già nên ráng tu hiền, để nghe được pháp bí truyền Thế Tôn. Ít hàng nhắn gửi hương thôn, đến đây xin tạm ngưng dòng bút nghiêng. Nam mô A Di Đà Phật. Trong quyển Lá Thơ Đông Kinh viết năm 1964, quyển 1 trang 132, Bồ Tát Thanh Sĩ hé lộ hành trạng Đức Phật Thầy tái thế cuối Hạ Nguyên mượn xác nữ Hằng Nga như sau. Thầy tiên môn đệ tục đạo chánh tín đồ tà, cha hiền sanh con dự, tức bụng chị Hằng Nga. Hằng Nga bông dần sang, mặc dù nhiều mây ăn, khi ngọn gió thổi qua, ánh trăng quần tỏ rằng là ánh trăng. Mây không thể cản ngăn chỉ phí sức, không thắng nổi chỉ Hằng. Chị Hằng soi thế gian, cho kẻ tối thấy đàn. Không vì câu danh lời, dạng cổ dần minh quang. Minh quang tánh của trăng, như minh quang đạo Hằng. Khoảng thế gian càng tối, ánh quang minh càng tăng. Ngài Thanh Sĩ tiên tri cuối Hạ Nguyên có một vị Bồ Tát giáng trần cứu thế, tùy cơ ứng biến, tùy duyên hóa độ, phải mượn xác nữ cư sĩ Hằng Nga, chị Hằng, mặc cho người trong bổn đạo chấp tướng, chấp danh, dèm xỉm, chê bai, nhúng trề, chế nhạo Bồ Tát. Nhưng hào quang Bồ Tát càng tăng, càng ứng khẩu thuyết thao thao bất tuyệt, để độ bá gia kịp dự hội long hoa. Hằng Nga
bông dần sang. Mặc dù nhiều mây an, khi ngọn gió thổi qua, ánh trăng hoàng tỏ rằng là ánh trăng. Mây không thể cản ngăn chỉ phí sức, không thắng nổi chỉ hằng. Chỉ hằng soi thế gian, cho kẻ tôi thấy đàng. Không vì câu danh lời, dạng cổ dần minh quang. Nam mô A Di Đà Phật.